Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, tuần 19, trang 8, trang 9, luyện từ và câu, câu ghép. Một La Mã nhận xét, đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Mỗi lần về nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phốc lên ngồi trên lưng con chó to. Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tay chó giật giật. Con chó lại chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngút ngà ngút ngắt. Đoàn giỏi. Một nhỏ, đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn trên rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu. Thì như vậy ở câu số 1 này, đề bài yêu cầu các em là đánh số thứ tự các câu, ví dụ như là từ mỗi lần cho đến chú chó to là các em sẽ đánh dấu là câu số 1. Rồi sau đó các em sẽ xác định, khi mà đánh dấu câu số 1 tiếp tục tương tự với những câu tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh câu số 2, câu số 3 và câu số 4 v.v. Rồi sau đó thì các em sẽ xác định chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu. Thì các em có thể trình bày như sau. Câu số 1 là từ mỗi lần cho đến là lưng con chó to. Mỗi lần về nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó. Thì các em thấy ở đây chủ ngữ đó là con khỉ. Con khỉ đang làm gì? Thì con khỉ đang con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó. Như vậy thì ở đây con khỉ là chủ ngữ và vị ngữ là cũng nhảy phóc lên người, lên ngồi lên trên lưng con chó. Rồi tiếp theo, câu tiếp theo, câu số 2 thì các em sẽ đánh số thứ tự là số 2. Hễ con chó đi chậm, con khỉ cẩu hai tay con chó giật giật. Như vậy ở đây chúng ta có hai vế câu. Đầu tiên có một cụm chủ vị ở đầu thì chúng ta sẽ đặt là cụm chủ ngữ số 1 và vị ngữ số 1. Như vậy con chó là chủ ngữ 1, đi chậm là vị ngữ 1. Tiếp theo con khỉ là chủ ngữ 2 và cấu hai tay con chó sật sật là vị ngữ 2. Như vậy thì ở câu số 2 này có hai chủ vị ngữ. Rồi tiếp theo câu số 3. Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. Con chó chủ ngữ 1, chạy sải vị ngữ 1 thì khỉ. Khỉ ở đây là chủ ngữ 2 và gò lưng như người phi ngựa là vị ngữ 2. Rồi tiếp theo câu số 4. Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngút ngang ngút ngắt. Chủ ngữ 1 chó, vị ngữ 1 chạy thong thả. Khỉ là chủ ngữ 2, buông thõng hai tay, ngồi ngút ngang ngút ngắt là vị ngữ 2. Rồi tiếp theo câu số 2 nhỏ. Xếp các câu trên thành xếp các câu trên vào cái nhóm thích hợp. A. Câu đơn, câu do một cụm chủ vị ngữ tạo thành. B. Câu ghép, do nhiều cụm chủ vị ngữ bình đẳng với nhau tạo thành. Thì ở đây các em cần nhớ câu ghép là câu ghép là câu do nhiều cụm chủ vị ngữ, nhiều cụm chủ ngữ vị ngữ bình đẳng với nhau tạo thành. Thì như vậy các em sẽ xếp như sau. Xếp các câu trên vào nhóm thích hợp. Thì câu số 1 đó là câu đơn. Các câu 2, 3, 4 là câu ghép. Thì các em thấy ở đây câu số 1 là câu đơn. Còn câu số 2, 3, 4 là có nhiều cụm chủ vị thì đó là câu ghép. Rồi tiếp theo câu số 3 nhỏ.
Có thể tách mỗi cụm chủ ngữ vị ngữ trong câu ghép nói trên thành một câu đơn được không? Vì sao? Thì ở đây chúng ta không thể tách mỗi cụm chủ vị trong các câu ghép trên thành một câu đơn vì các vế câu diễn tả những ý có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tách mỗi vế câu thành một câu đơn, kể cả trong trường hợp bỏ quan hệ từ thể thì, sẽ tạo nên một chuỗi câu rời rạc không gắn kết với nhau về nghĩa. Như vậy thì các câu ghép ở trên chúng ta không thể tách các cụm chủ vị trong câu ghép được thành câu đơn được, bởi vì các câu đều diễn tả những cái ý giữa các câu đó có những cái diễn tả những cái ý có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu mà chúng ta tách ra thành câu đơn, bỏ các quan hệ từ thể thì chúng ta sẽ tạo nên một cái chuỗi câu rời rạc không gắn kết với nhau về nghĩa. Tiếp theo 25 mã ghi nhớ, câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại. Mỗi vế câu ghép thì thường có cấu tạo giống như là một câu đơn, có đủ chủ ngữ vị ngữ và thể hiện một cái ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác. Tiếp theo 35 mã là luyện tập một nhỏ, tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây, xác định các vế câu trong từng câu ghép. Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh. Như dâng cao lên chắc nịch, trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề. Trời ầm ầm giông gió, biển lục ngầu giận dữ. Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế, nhưng vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kỳ diệu muôn màu muôn sắc ấy phần rất lớn là do mây, trời và ánh sáng tạo nên, theo Vũ Tú Nam. Như vậy thì ở câu số 1 này, đề bài yêu cầu các em là tìm câu ghép trong cái đoạn văn dưới đây và xác định các vế trong các vế câu trong từng câu ghép. Thì ở đây, đầu tiên là câu số 1. Cái vế 1 đó là trời xanh thẳm, biển, câu số 2. Vế thứ hai là biển cũng thẳm xanh như dâng cao lên chắc nịch. Câu 2, trời rải mây trắng nhạt, đây là vế số 1. Biển mơ màng dịu hơi sương là vế 2. Câu 3, trời âm u mây mưa là vế 1. Biển xám xịt nặng nề là vế 2. Câu 4, vế 1, trời ầm ầm giông gió, vế 2, biển đục ngầu giận dữ. Câu 5, vế 1, biển nhiều khi rất đẹp, vế 2, ai cũng thấy như thế. Như vậy thì các em thấy ở đây, ở mỗi vế đều có cụm chủ vị. Và những cái cụm chủ vị này bình đẳng với nhau tạo thành. Rồi tiếp theo câu số 2. Có thể tách mỗi vế câu ghép vừa tìm được ở bài tập 1 thành một câu đơn được không? Vì sao? Thì chúng ta không thể tách mỗi vế câu ghép nói trên thành một câu đơn vì mỗi vế câu thể hiện một cái ý có quan hệ rất chặt chẽ với ý của vế câu khác. Tức là ở đây chúng ta không thể tách, ví dụ ở đây chúng ta không thể tách vế câu ghép nói trên thành hai cái câu đơn. Tức là một câu này có hai vế, chúng ta không thể tách ra thành mỗi vế một câu đơn được, bởi vì mỗi vế câu thì đều thể hiện một cái ý có cái quan hệ chặt chẽ với cái câu với ý của vế câu ở bên này. Tức là hai câu này chúng ta không thể tách, bởi vì ý của vế này có quan hệ chặt chẽ với ý của vế thứ hai ở đây. Vế 1 và 2 thì có cái quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Rồi, tiếp theo câu số 3. Thêm một số
Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép. A. Mùa xuân đã về. B. Mặt trời mọc. C. Trong truyện cổ tích cây khế, người em chăm chỉ hiền lành. Còn D. Vì trời mưa to. Thì các em sẽ, câu số 3 này các em sẽ thêm một vế câu vào chỗ trống thì để tạo thành một câu ghép. Thì các em có thể thêm như sau. A. Mùa xuân đã về, trầm hoa đua nở khắp nơi. B. Mặt trời mọc, sương tan dần. C. Trong truyện cổ tích cây khế, người em chăm chỉ hiền lành, còn người anh thì lười biếng tham lam. D. Vì trời mưa to nên tôi không đến thăm anh được. Thì ở đây các em sẽ, những cái từ in đậm ở đây là một vế, chúng ta sẽ thêm vào một vế đây để tạo thành một câu ghép. Thì các em thấy những câu này ở đây đều là có hai cụm chủ vị. Với một thì cũng gọi là có chủ ngữ và vị ngữ. Và với hai cũng có chủ ngữ và vị ngữ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong, nếu em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và cô chào tạm biệt các em.